Ủa sao kêu 3 giờ đón về mà giờ này nằm đây vậy? À ngoại đó hả? Cô sao? À cô sao? Cô sao? Cô còn khóc hả? À cậu chuột. Vậy có ăn không? Vậy có chơi cậu chuột không? À, ăn nhảy ra hả? Rồi có tắm không? À, tắm hả? Rồi có ăn lại không? Rồi có ăn lại không? À có ý luôn hả? À ý cô dọn con hả? Sao? À thầy tả hả? À thầy tả hả? À thầy tả rồi có ngủ không? Này sao không ngủ anh trường? Bạn ôm gối nó kể cho Trần Yến nghe. Làm gì hả? Cái đúng rồi luôn. À bạn bạn con sao? Sao cho con không ngủ ở lớp? Quái. Mà cỡ tiếng dân tộc nghe không mệt. Không thấy đó là hết rồi. Thế đó là bạn ngủ ôm gấu lại như là ông ngoại vô nó.